giờ phút này anh không còn lời gì để nói với em nữa. Còn nói gì em nữa Ly ơi, vì lát nữa đây Kiều Hoa sẽ đưa nàng về đất Hoàng Lan. Ở nơi đó nàng sẽ sống ấm êm với cuộc đời bình thản, sẽ quên dần bao kỷ niệm ngày xưa. Thôi xin chia đi biệt, chẳng ai nữa. Đừng đi, đừng đi, đừng gây chia. Nah.
xin cảm ơn các chị ạ. Xin ơi đừng nói xa nhau cho tâm hồn mình đau khổ. Đừng nói xa nhau, đừng nói xa nhau cho buốt lạnh con tim thương chàng vẫn quẹ mắt lệ rưng sâu. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ quen.